Xin mời quý vị cùng đến với phần 3 của Cửa sổ công nghệ trên FPNC. Thưa quý vị, thay vì ngồi nhà lướt web và lên mạng xã hội như nhiều bạn thiếu niên khác, hai anh em người Nigeria đã quyết định tự nghiên cứu và phát triển một ứng dụng duyệt web trên di động có tên là Crocodile Browser Lite. Ứng dụng này được cho là nhanh hơn và dễ truy cập hơn dành cho người dùng các dòng điện thoại phổ thông tại châu Phi và các nước đang phát triển khác. Anesi và Osine là hai anh em năm nay mới chỉ 14 và 16 tuổi, sống tại Lagos, thành phố lớn nhất Nigeria. Giống như nhiều bạn bè đồng trang lứa, hai anh em dành khá nhiều thời gian cho mạng xã hội và lướt web. Nhưng khác biệt ở chỗ, hai thiếu niên này đã làm được nhiều hơn đó. Kể từ 2 năm trước, Anesia và Osine đã lần mò tự học cách lập trình ứng dụng thông qua đọc sách và các nguồn thông tin trên mạng. Và mới đây, hai anh em đã trở nên nổi tiếng khi thiết kế một ứng dụng lướt web dành cho điện thoại phổ thông có tên là Crocodile Browser Lite. Hồi đó tôi chỉ có một cái điện thoại nhỏ mà trình duyệt lên mạng thì tôi chỉ thấy có Google Chrome là thông dụng nhất. Có điều trình duyệt này lại không hoàn toàn tương thích với điện thoại của tôi, cho nên tôi đã quyết định tự thiết kế trình duyệt cho mình. Người anh lớn Osine cho biết, một động lực khác đối với họ là ý muốn giúp đỡ mọi người và phát triển ngành công nghệ thông tin ở Nigeria. Tôi chỉ muốn giải quyết những vấn đề mà mọi người đang gặp phải, giúp cho cuộc sống của mọi người dễ dàng và tốt hơn. Theo các chuyên gia, tốc độ tăng trưởng số thuê bao di động tại châu Phi vùng phụ cận Sahara đang gia tăng chóng mặt. Cuối năm 2014, lượng thuê bao di động là 635 triệu thuê bao. Dự báo đến cuối năm 2019, con số này tăng lên 930 triệu thuê bao. Tuy nhiên, số lượng không phải là tất cả. Sự phát triển của IT và di động còn phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ viễn thông và cơ sở hạ tầng. Các smartphone đắt tiền dường như vẫn chưa mặn mà với thị trường này. Trong khi đó, phân khúc ứng dụng dành cho những dòng điện thoại phổ thông rẻ tiền hơn lại còn bỏ ngỏ. Anh em Anesi và Osine cho biết, ứng dụng Crocodile Browser Lite nhanh hơn những ứng dụng hiện có và dễ dàng tương thích với những dòng điện thoại cấp thấp. Hiện ứng dụng đã có mặt trên kho Google Play và đã có 40.000 lượt tải về. Mặt khác, dù được đánh giá cao về ý tưởng, nhưng ứng dụng này theo nhiều chuyên gia vẫn cần phải nâng cấp cải tiến nhiều mới có thể đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Người dùng di động khi nghe đến ứng dụng này cảm thấy rất tò mò và muốn tải về dùng thử. Tuy nhiên, hai cậu thiếu niên làm ra ứng dụng này chưa thể coi đó là một thành công cuối cùng, mà họ còn phải tiếp tục làm việc, tiếp tục cải tiến nó để có thể giữ chân người dùng. Hiện Anesia sắp tốt nghiệp cấp 2 và mong muốn phát triển trong ngành IT. Cả hai anh em đều đã có người hâm mộ. Bạn bè nghĩ tôi bây giờ là một tỷ phú nhí, nhưng thực chất tôi không thu tiền gì từ chuyện này cả. Thực ra tôi không có gì đặc biệt. Các thầy cô giáo của hai cậu thiếu niên này lại nói chính niềm say mê công việc đã giúp cho hai em đạt được thành tựu này. Anesi và Osine đều rất cầu thị. Cậu bé nhỏ tuổi hơn là học trò trong lớp của tôi. Anesi học hành rất tốt, rất tập trung và say mê học hành. Anesi và Osine nhận được nhiều sự ủng hộ và động viên từ phía cha mẹ. Hai người đã cho hai cậu thiếu niên này tiếp xúc với máy tính khi chỉ mới 3 tuổi. Mục tiêu của hai anh em hiện nay là tạo ra được một giải pháp IT và di động có thể giải quyết những vấn đề trong xã hội, không chỉ ở châu Phi mà còn ở các nước đang phát triển trên thế giới. Kết thúc phần 3 sẽ là những thông tin khoa học công nghệ mới được cập nhật và những thông tin tuyển dụng hữu ích trong lĩnh vực công nghệ. Thưa quý vị, phần cập nhật nhanh và thông tin tuyển dụng vừa rồi cũng đã kết thúc phần 3 của Cửa sổ công nghệ trên FPNC. Trong phần thủ thuật tiếp theo sẽ là hướng dẫn trải nghiệm dịch vụ Apple Music dù không có bất kỳ thiết bị chạy iOS nào. Xin mời quý vị cùng đến với phần thủ thuật công nghệ của ngày hôm nay. Như Cửa sổ công nghệ cũng đã từng đưa tin, gần đây Apple đã ra mắt dịch vụ nghe nhạc trực tuyến mới tên là Apple Music. Đây là một dịch vụ nghe nhạc có thu phí tương tự như là Spotify hay là Google Play Music. Tuy nhiên, Apple cũng có chính sách cho người dùng sử dụng thử miễn phí dịch vụ này trong vòng 3 tháng.
Do đó, chúng ta có thể tận dụng chính sách này để trải nghiệm các dịch vụ mà Apple Music cung cấp. Và điều quan trọng hơn nữa là ngay cả khi chúng ta không sử dụng bất kỳ một thiết bị nào của hãng này thì vẫn có thể dùng được. Phần thủ thuật ngày hôm nay sẽ bật mí chi tiết hơn đến toàn thể quý vị. Thưa quý vị, nói một chút về Apple Music, hiện nay theo công bố ban đầu thì dịch vụ này có giá thuê bao là 9,99 đô la Mỹ mỗi tháng hoặc là 14,99 đô la Mỹ dành cho nhóm trong gia đình tối đa có 6 người sử dụng. So với các dịch vụ đối thủ như là Spotify thì mức phí hiện tại của Apple khá là hấp dẫn bởi Spotify cung cấp có thuê bao là 14,99 đô la Mỹ chỉ dành cho 2 người mà thôi. Tuy nhiên, tại Việt Nam thì người dùng chỉ phải trả mức phí là 2,99 đô la Mỹ trong một tháng sử dụng dịch vụ, trong khi đó gói gia đình tới 6 người chỉ có mức là 4,99 đô la Mỹ mà thôi tại Việt Nam quý vị nhé. Một điều thú vị khác là Apple hiện đang cho người dùng 3 tháng dùng thử miễn phí trước khi chúng ta quyết định trả tiền. Đó là cơ hội để chúng ta có thể trải nghiệm dịch vụ âm nhạc của nhà cung cấp này. Và Apple Music đã được giới thiệu trên iOS 8.4, do đó bất kỳ ai đang sở hữu một trong những thiết bị chạy iOS như là iPhone hoặc iPad đều có thể dùng dịch vụ này dễ dàng thông qua ứng dụng Music. Ngoài ra, nếu như quý vị dùng máy tính Mac thì người dùng còn có thể sử dụng Apple Music thông qua bản iTunes 12.2 cho OS X, khá là đơn giản thôi. Và tuy nhiên, trường hợp mà chúng ta đang nói như thế này đó là trường hợp mà chúng ta không có iPhone, iPad hay máy Mac thì sao? Chúng ta vẫn có thể dùng Apple Music ngay trên cả máy tính Windows quý vị nha. Để dùng dịch vụ thì người dùng Windows chỉ cần tải về trình phát Media iTunes 12.2 dành cho Windows. iTunes 12.2 là phiên bản iTunes mới nhất được Apple phát hành cùng với iOS 8.4 để cho phép người dùng truy cập Apple Music và dịch vụ Radio BizOne ngay từ máy tính. Đầu tiên, để tải iTunes 12.2, quý vị hãy vào địa chỉ là www.apple.com/iTunes/download. Ngay ở góc phải giao diện, quý vị sẽ thấy ngay tại phần Download iTunes. Một lưu ý nhỏ nhỏ là iTunes chỉ thích hợp với Windows 7 trở lên. Và trong phần Download iTunes thì có các phần điền thông tin địa chỉ email. Tuy nhiên quý vị vẫn có thể không điền mà chúng ta nhấn vào phần Download Now ngay bên dưới như thế này. Sau khi quá trình tải kết thúc, quý vị hãy tiến hành cài đặt như là các ứng dụng Windows khác và khởi chạy. Cài đặt xong, chúng ta mở iTunes lên để bắt đầu dùng thử Apple Music trong 3 tháng. Thì quý vị hãy click vào thẻ đó là For You. Tiếp theo, click vào là Start 3-month Free Trial. Một bảng tùy chọn tiếp theo sẽ hiện ra. Quý vị có thể chọn gói là người dùng cá nhân hoặc gói gia đình. Nếu mà dùng gói cá nhân thì chọn là Individual, còn gói gia đình thì chọn Family. Sau khi chọn xong, quý vị bắt buộc phải có một tài khoản Apple. Nếu chưa có tài khoản thì hãy đăng ký quý vị nha, đăng ký Apple ID để thiết lập tài khoản. Sau khi đăng nhập xong, trong lần đầu tiên truy cập, Apple sẽ đưa ra các dòng nhạc. Hãy chọn các dòng nhạc mình thích và nhấn Done. Tiếp theo sau đó sẽ là các nghệ sĩ được đề xuất, quý vị cũng hãy chọn nghệ sĩ mình yêu thích và nhấn Done. Sau đó Apple Music sẽ load một list bài hát và nghệ sĩ theo tùy chọn yêu thích ban đầu của chúng ta. Bây giờ chúng ta đã có thể trải nghiệm Apple Music. Một lưu ý nhỏ nhỏ là do khi đăng ký tài khoản của Apple ID, quý vị bắt buộc phải cung cấp tài khoản thanh toán trực tuyến. Do đó để tài khoản sẽ không bị trừ đi sau thời gian dùng thử, thì quý vị hãy vào là Account Info. Chúng ta đến với mục Setting, sau đó chúng ta đến với mục Subscription và Manage. Ở mục Automatic Renewal thì quý vị hãy chọn Off để vô hiệu hóa tính năng tự động trừ tiền duy trì tài khoản của Apple Music. Tất nhiên nếu như quý vị yêu thích Apple Music và sau thời gian dùng thử vẫn có thể quay lại để mở tính năng này để trả phí. Và ngoài ra khi chúng ta rảnh rỗi, quý vị có thể click vào thẻ radio để bắt đầu nghe dịch vụ Radio BizOne hoàn toàn miễn phí quý vị nha. Thưa quý vị, và đến đây thì như thường lệ, mọi ý kiến đóng góp dành cho chuyên mục Cửa sổ công nghệ, quý vị hãy tiếp tục gửi về địa chỉ cursocongnghe@fbnc.com. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời quý vị thử phân biệt đâu là chiếc lá vẽ và đâu là những chiếc lá thật trên một mẫu giấy trắng trong đoạn clip ngay sau đây. Sau đó sẽ là quá trình vẽ lại chiếc lá 3D cực kỳ tài tình của tác giả Tino Tomic.
Đoạn clip vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cửa sổ Công nghệ tuần này. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của toàn thể quý vị khán giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.